Anh chị cho em hỏi, anh chị muốn nhận phòng trước hay xuống nhà hàng ăn, chiều đi tham quan rồi về nhận phòng sau ạ? Anh chị vui lòng cho em mượn passport. Ok. Dạ cảm ơn. Em muốn sao? Đi luôn hay là lên phòng một chút? Ghé ăn chút xíu gì đó đi anh, để lát hồi đi không nổi đó, phòng tối về lên nhận sau ha. Vậy em qua nhà hàng trước nha. Anh đi lên rửa mặt cái rồi xuống liền. Cho em gửi anh chị passport. Chị vui lòng cho em xin chữ ký. Anh vui lòng cho em xin chữ ký. Cảm ơn. Dạ cảm ơn. Em đi nha. Anh cho em gửi cái chìa khóa. Anh lên phòng trước phục vụ sẽ mang hành lý lên liền ạ. Nhớ xách đồ giùm nha. Dạ. Cảm ơn cô. Chị, em ra ngoài mua giùm cho chị gói thuốc. Alo. Thấy nó chưa? Thấy rồi. Nó đang ở khách sạn với vợ. Khách sạn nào? Ở Top World. Mày đang ở đâu đó? Đang ở ngoài khách sạn. Sao? Không có sao. Nhớ tối gặp anh Sáu. Nhớ rồi. Hey. Em không sợ. Nhưng vụ kia mới quá. Mình làm liền vụ này, chị có chắc không? Vậy mà bất ngờ. Mà cũng không còn cách nào khác. Lần trước tôi nói đi hai thằng, tao xử được một thằng. Nếu mình không làm luôn, nó tố tùm lum. Mà có quơ được cái gì thêm thì quơ. Phải có tiền. Nếu mày luôn thì để tao đi vô đó một mình. Không, lần trước chị làm rồi. Số tiền của thằng Ly chị cất kỹ chưa? Yên tâm, nếu thành công tao sẽ không quên mày. Đi đi. Coi chừng thằng chị nó biết, thằng đó không có xài được đâu nha. Biết rồi, đi đi. Ngọc hả? Giang hồ mà không biết hút thuốc. Ngồi đó đi, để tao ra ngoài kiếm miếng cà phê. Dạ. Em đang ngồi đợi chị bà. Lúc hồi nãy ngồi đợi, bà kêu ra ngoài mua thuốc. Không biết hai người ở trong phòng thử. Dạ. Em đang ngồi đợi. Dạ, anh đi tâm đi.
em đi mua thuốc. Hai người tính sao á, rồi thằng Dũng xùi nó vô trong. Em với bà ở trong xe. Bà hút thuốc á, phà khói mịt xe. Em chịu không nổi, thấy vậy bà bỏ ra ngoài hút. Rồi bà đi đâu một hồi, tự nhiên cái công an ập tới. Bà chạy lên xe, bà kêu tụi em phải chạy lẹ. Vậy là nó biết thằng Dũng chết rồi. Em cũng không biết nữa, nhưng mà em thấy bà có vẻ hoảng hốt lắm đó. Mẹ mày, kêu mày đi theo nó mà cái gì cũng không biết. Không chừng nó có vô chổng không mày cũng không biết luôn. Bà ra khỏi xe, làm sao em dám bám theo? Anh Sáu, vậy là tụi nó qua đây để trả thù, chứ không phải nói chuyện phải quấy. Mình tính sao đây anh? Nếu muốn trả thù, tụi nó không cử người qua công khai, cũng không thể nào để một thằng thép tiêu kiểu đó. Chắc chắn là phải có cái gì đó. Đúng rồi. Dạ, chị Kim Anh tới. Tụi Đài Loan chưa biết gì đã dám xử thằng Dũng. Bây giờ tính sao anh Sáu? Không. Tại sao? Bình tĩnh đi, để coi tụi nó muốn gì. Bỏ qua vụ thằng Dũng. Vụ đó tính sao? Ông chủ muốn gặp cô. Chuyện gì gặp rồi biết. Dạ, anh mới gặp em tức thì vậy mà. Anh ta muốn gặp ai? Phòng số mấy? Dạ, anh nói anh có người bạn trên lầu 3. Anh muốn đi nhờ toilet, em chỉ qua tầng trệt, tự nhiên lên tầng 2. Vậy em có danh sách khách tầng 2 không? Dạ có, em lấy liền cho anh nha. À, khoan. Dạ. Em in cho anh danh sách tất cả khách ngày hôm nay nha. Dạ, em in liền. Khủng khiếp quá à. Tụi tôi nghe nói Việt Nam mình bây giờ an toàn lắm, nên mới dám về đây chơi. Trời ơi, không ngờ máu me tùm lum à, ghê quá à. Thôi, được rồi. Anh chị thông cảm, vợ của tôi sợ máu lắm. Ừ, chúng tôi hiểu mà, cũng nhanh thôi. Thật sự thì anh chị đã nhìn thấy nạn nhân rồi. Cho chúng tôi hỏi, anh chị có quen biết người đàn ông này hay không? Hai vợ chồng của tôi sống bên kia từ nhỏ, lần đầu về Việt Nam nên cũng không có quen biết ai hết. Căn phòng mà anh chị đang ở rất gần với căn phòng đã xảy ra án mạng. Vậy thì trước đó anh chị có nghe thấy tiếng động hay là có điều gì bất thường hay không? Thiệt tình thì lúc đó tôi đang tắm, xả nước ào ào à, nên cũng không nghe gì hết. Hồi ra tôi vừa mở cửa ra thì thấy có mấy người chạy tới chạy lui có vẻ hốt hoảng. Vậy lúc đó chị đang ở đâu? Vợ tôi ở dưới nhà ăn trưa. Thôi được rồi, có lẽ là chúng tôi sẽ phải làm phiền anh chị một thời gian nữa. Cho nên bây giờ tụi tôi bị giữ lại hả? Không, anh chị vẫn có thể đi theo tour du lịch, nhưng mà phải về đúng giờ để hợp tác với chúng tôi tìm ra thủ phạm. Trời ơi, bây giờ còn tâm trí đâu nữa mà đi du lịch. Thôi được rồi, cảm ơn anh chị đã hợp tác. Thôi, anh đi tắm nha, rồi mình đi ra ngoài cho thoáng. Gọi lại nghe.
Công nhận nó dễ thương thiệt. Tiểu thư quanh đó, Kim Anh khỏe không? Dạ khỏe. Bữa nay em phạm sai lầm, làm thằng Dũng Sùi bị xử. Hôm nay em đến chịu tội với ông chủ. Tội lỗi gì? Dạo này thấy Kim Anh căng thẳng. Dạ cũng không có gì, công việc vẫn chạy. Thấy Kim Anh căng thẳng, anh em tính để Kim Anh nghỉ ngơi. Còn cái vụ mà cho vay nợ, giao lại cho Sáu Hòa, Kim Nhiệm. Ông chủ đuổi tôi. Kìa, mình không có người giữ không hết. Đuổi ai, chứ sao là đuổi Kim Anh. Đừng căng quá không tốt. Nghỉ ngơi đi, để lấy lại sáng suốt. Dù thằng Ly tôi tới trễ, nên để xảy ra chuyện. Lần này... Kìa, anh Bảy có bắt bẻ gì đâu. Kêu Kim Anh về nghỉ ngơi, cứ nghỉ. Mình nói chuyện sau. Cái con nhỏ đó càng ngày càng là bể chuyện. Ngồi đi, uống chút trà nha. Tụi bên kia mới qua đã gây chuyện, nhưng vẫn đòi gặp. Tôi nghi là con nhỏ Kim Anh này chắc đã làm gì, nên tôi nói mới vậy. Anh Bảy tính sao? Tụi nó chính xác là mấy thằng đem tiền qua lần trước đúng không? Dạ, có thằng Hô lần trước qua giao tiền. Con thằng kia là Diệt Kiều, có vẻ trên cơ. Ok, gặp trước đi coi sao. Nè, kêu Kim Anh đi theo. Anh Bảy muốn thử. Anh hổng đi, em cũng hổng đi đâu. Thôi đi đi cho khuây khỏa. Anh ở lại làm mấy cái thủ tục rườm rà nhức đầu với họ, để cho họ khỏi phiền. Mai anh đi với em nghe. Thiệt không? Sao không? Để em đi một mình, anh cũng đâu yên tâm. Không có anh đi, hết vui rồi. Em đi lát chút xíu có gì thì mua về cho anh nha. Còn không em lát taxi về với anh ha. Vậy nghe. Em đi trước nha. Em đi vui nha. Alo. Ok, giờ tôi xong rồi. Tôi có thể gặp anh ở đâu? Du khỏe không? Gặp lại Du tôi mừng quá. À, Du hút thuốc nghe. Lý mau quên thiệt. Lý tưởng ngồi sẽ tiêu dội chứ gì. Khó lắm.
Ly còn nhớ chứ. Chỉ bị thủng ruột thôi, chưa có chết thiệt. Cái thằng sát thủ Ly thấy lâm ngọ, thấy ngày nó còn yêu lắm. Thôi bây giờ nói ngắn gọn thôi, cái chuyện Ly thấy sát thủ lâm ngọ và bỏ qua. Bây giờ mọi lưới ra một yêu cầu, mọi muốn liệt chư phần, mọi không tham, mọi chỉ muốn lấy lại phần của mọi thôi. Bây giờ mọi cho Ly vài ngày lấy suy nghĩ, rồi mọi sẽ gặp đại Ly sau. Nhớ lắm. Thôi được rồi, tôi thấy nếu như bên an ninh muốn thì cứ giao cho họ, ôm đồm chi cho mệt. Không được, tôi không đồng ý. Lần trước lấy cớ là án có yếu tố nước ngoài bắt chuyển, tôi đã nhượng bộ. Nhưng lần này thì không, bởi vì nạn nhân chính là kẻ đã sát hại anh Minh. Tôi đề nghị cô đừng để tình riêng mà lấn át việc chung. Nhưng đây là một vụ án nghiêm trọng. Cô... Thôi. Anh Phú, về vấn đề này tôi sẽ đề bạc với cấp trên được thôi. Còn đội phòng chống tội phạm, chúng ta vẫn tham gia điều tra phối hợp. Không, tôi không đồng ý phối hợp. Tôi không tin họ. Đó, anh thấy chưa? Rất cực đoan, thích ôm đồm. Nếu như anh nghĩ như vậy, tôi sẽ xin nghỉ việc. Cô... Thôi, từ từ đi. Đội phòng chống tội phạm thì cứ tiến hành điều tra, với điều kiện khi có án mới vẫn phải bảo đảm việc chạy. Nếu như tôi có đủ thời gian, còn nếu không tôi sẽ xin nghỉ việc để dành cho chuyện này, bởi vì đây là chuyện quan trọng nhất của đời tôi. Đó, anh thấy chưa? Thôi được, Linh cứ làm, nhớ báo cáo đều đặn. À, dù giấy tờ sổ sách bên hãng phim Khương Thi sao rồi? Dạ chưa, nhưng mà rất khả quan, tôi sẽ báo cáo lại. Còn bây giờ xin mời hai anh, chúng ta hãy qua đội để nghe báo cáo sơ bộ mà đội điều tra vừa nắm được. À, qua đi, tôi qua liền. Tôi xin phép. Anh á, anh lúc nào cũng chiều. Ngành mình cần có những người như vậy, cứ để cô ấy làm xem sao. Thôi, cậu qua bển trước đi. Chị Linh, mới gặp sếp Thanh vậy hả? Phải. Có ông Phú đó không? Có. Rồi sao? Có gì đâu, tôi đã nói rồi, nếu như không cho tôi làm, tôi sẽ nghỉ. Ok, tôi cũng vậy, mình sẽ cùng tiến hành làm vụ này. Không, Nguyên và Văn trong vụ này chỉ là phụ thôi. Tại sao? Không sao cả, chúng ta cần phải luân phiên để dưỡng sức cho anh em ở những trận sau. Thôi, vô họp đi. Không có cả dấu tay lẫn dấu dài, tội này rất chuyên nghiệp. Nghi vấn ban đầu có thể là các băng nhóm thanh toán nhau để bịt đầu mối, hoặc là có sự mâu thuẫn giữa các băng đảng với nhau. Khách của khách sạn đó đa số là dân châu Á, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan. Gần đây có dấu hiệu cho thấy các băng đảng trong nước liên kết với nước ngoài để rửa tiền, trao đổi hàng trắng, mua vũ khí, nên giả thiết đó rất có thể. Mình sẽ phải phân loại khách ở đó để xem tụi Dũng Xùi liên đới tới ai. Đã có danh sách khách khứa của khách sạn đó chưa? Dạ, tụi em đã gặp họ rồi. Nhưng vấn đề là phải phân loại cho kỹ hơn. Đúng đó. Phải lo vụ này càng nhanh càng tốt, để khách nước ngoài họ còn đi lại. Chứ không thôi sẽ bị mang tiếng là sang Việt Nam du lịch, mà bị làm khó làm dễ,
rồi đụng tới mấy ông đại sứ quán thì mệt lắm. Văn có trách nhiệm phải bám sát tất cả các đầu mối từ khách sạn Top World. Nguyên sẽ phụ Văn, còn tôi sẽ trực tiếp lo vụ Khương Thi và xem các đầu mối băng Dũng Sùi như thế nào. Ủa, sao giờ này anh không về nữa? Về nghỉ ngơi đi anh, sắp tới cực lắm đó. Sao suốt ngày ai cũng kêu tôi về, nghỉ là sao? Anh chết rồi, sao tự nhiên? Tại sao tụi mày dám giết người của tụi tao? Câu đó đáng ra phải để tao hỏi trước chứ. Tụi mày ngon lắm, dám chơi vỗ mặt ông chủ lớn. Ai chơi vỗ mặt ai trước? Đang làm ăn ngon lành tự nhiên chơi cướp tiền trung độ. Mày nói ai cướp? Giả nai hả? Hỏi thằng này đi. Đừng trước những lộ bên này chuyển qua. Ông chủ Lài Loan giao tiền cho ngọ đi trung lộ. Ly với Ali là tới giờ hẹn, tự nhiên người có mấy lì à, vô giết chết hết, cướp sạch tiền luôn à. Sao mày biết người của tụi tao? Thằng Hôi nhìn thấy cái thằng bữa nay bị giết, nó nghĩ thằng đó đi kiếm để giết chặn họng nó. Nhưng mày thấy chính tay nó giết thằng Ly không? Không, nhưng ngọ biết nó ly với một người khác. Chỉ mới nghĩ thôi mà tụi mày dám giết nó? Tụi tao không giết nó. Giả sử có chuyện đó thì tụi mày phải hỏi cho thật rõ, tại sao dám chơi vậy? Tụi tao chỉ có hai thằng. Ông chủ bên đài muốn dàn xếp chuyện này nên mới cử tụi tao qua đây. Tụi tao không muốn chết trước khi gặp mặt ông chủ lớn bên này. Có gì nói, ông chủ lớn không rảnh. Nếu vậy tụi này về. Thôi đi, ngồi đi. Nói đi, ông chủ bên đó muốn gì? Anh Sáu, xin lỗi anh, ông chủ bên Đài Loan cử sang gặp trực tiếp ông chủ lớn. Thôi được, tụi bay cứ về khách sạn chờ đi, giờ gặp sẽ báo sau. Dạ. Đi. Ừ. Để tôi xử thằng đó. Quan trọng nhất là mình vẫn cần làm ăn với bà đó. Sau nữa mình cần thăm dò coi tụi nó muốn gì. Nếu tụi nó muốn lật, ra tay chưa muộn. Mẹ, tức chết được. Tụi nó chưa dàn quân ra để gây sự với mình, tức là vẫn có ý muốn làm ăn. Mình cũng chưa biết là ai sai thằng Dũng cướp tiền của tụi nó. Cái chết của thằng Dũng sao dám nói tụi nó làm? Ông chủ lớn đã nói, đứa nào đã gan làm chuyện đó, ông phanh phui ra là ông xử. Tội là phản, xử sao tụi mới biết rồi đó.
tôi đã gặp một rắc rối nhỏ khi đang check in. Chẳng phải cô bị say xe sao? Không, có một ông tự nhiên vào khách sạn rồi bị đâm chết, làm hại khách hứa ai cũng bị xét hỏi, thiệt là mệt. Đó, chính vì vậy cho nên cô phải thật. Hồi nãy à, lì lông quá, làm ngọ lo, lỡ tụi nó là bậy thì sao? Tụi nó không dám đâu. Còn hai đại ca nữa làm chi? Phải làm đúng theo những lời đại ca dặn chứ. Mà ngày mai làm gì? Mai hả? Chờ coi tụi nó có gọi mình không? Mày cứ đi vòng vòng, khi nào cần tao gọi. Ok, bye. Anh. Dạ rồi hả? 1045 cargo full metal jacket. Mới đi một vòng coi bộ thấy em đã tươi tỉnh hẳn lại rồi đó. Đâu có đâu, em mệt chết đi được. Nhưng mà cũng vui thiệt. Có một anh chàng tưởng em chưa có chồng mời em muốn xin tố đó. Hèn chi. Rồi sao? Em có nói là em có chồng được không? Không. Anh không bao giờ nên để em đi một mình. Em mới đùa thôi mà. Ngồi nói chuyện một hồi thì anh gọi điện thoại, anh ta đã biết hết rồi. Ngồi một hồi. Coi bộ cái anh này cũng đẹp trai gần bằng anh, đúng không? Còn ga lăng thì ngang ngửa. Em nói giỡn thôi mà. Nếu lo mai đi với em nha. Sao? Không được. Thấy chưa? Anh phải tranh thủ đi coi nhà. Mà mình có tính về đây ở đâu. Sao chuyện hôm qua em càng ớn á. Em cứ để đó anh tính. Mai chịu khó đi chơi riêng một mình thêm một bữa nữa đi. Anh giả bộ vậy thôi chứ có sợ mất em đâu. Anh sợ mà. À, mà nè, em coi như là không biết chuyện gì nghe. Đừng có để cho ai biết mình đang đi tìm nhà. Có lẽ cô sang đây tìm cơ hội kinh doanh. Ông xã tôi muốn mua một căn biệt thự ở đây, vừa để ở vừa để làm văn phòng luôn. Nói làm gì chứ. Hầu hết là dân buôn bán nhỏ, làm nghề tự do. Nhưng đặc biệt là có một số doanh nhân đi lại thường xuyên giao dịch. Không có gì đặc biệt lắm. Nhìn vào danh sách này thì chúng ta cũng thấy vợ chồng Bá Khôi và Gia Kỳ là có vấn đề nhất. Dạ, Bá Khôi tên thật là Ly Ba Khoa, là doanh nhân nhưng chưa xác định rõ nhân thân. Còn tên đưa tiền kêu mua bia, mặc áo chim cò ở trên tầng 3, xác định là hưu, nghề nghiệp tự do. Nhưng chưa xác định anh ta thực sự sang đây với mục đích gì. Tạm thời theo dõi hai vợ chồng Bá Khôi và Hưu cùng ba người khác nữa trong danh sách này.
Làm sao mà à mà bạn mang tới đây hồi nào vậy? Lạ thật. Anh ngồi ở đây và tin chắc em sẽ xuất hiện. Chắc là đi tour cùng Tuyến rồi, đúng không? Sao em không nghĩ là anh ở đây đợi em? Em nè, đúng là không nên để em đi một mình. Ông sợ bữa nay có đi theo bảo vệ em không? Anh ấy vẫn phải ở lại khách sạn như vẫn chuyện hôm qua. Với lại còn... Anh nghĩ là chuyện mướn nhà thì tốt nhất là hai vợ chồng phải đi chung đi thôi. Anh vẫn còn nhớ hả? Không biết có giúp gì được cho em không? Anh biết có một căn biệt thự cũng được lắm, giá lại rẻ nữa. Anh tốt ghê, hay là anh cho em số liên lạc đi. Chọn gì? Chắc bị cái tóc kìa. Đi. 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 Em có cái gì bị tóc như cáo kia không? Nhìn sao thấy nhỏ như mà lớn lắm đó. Chạy lên. Vẫn chưa thấy ngô ra khỏi khách sạn. Kể cả cái gã khôi cũng vậy. Chỉ có bà vợ được trung tâm nha cô. Dạ. Có gì sẽ báo nha. Dạ. Món ăn này cũng được. Ông chủ vừa thích ghê. Khách quen mà. Dạ, dạ chị. Tụi anh mượn một phòng khoảng 10 giờ trả. Chỉ có một giấy thôi ạ. Dạ em sợ. Thôi mà cưng à, anh trả thêm được chưa? Dạ không phải chuyện đó. Tại dạ thôi được. Vậy đúng 10 giờ phiền anh chị. Ok à, phòng mấy vậy cưng? Dạ phòng 302. Cảm ơn. Dạ cảm ơn. Hai mươi bảy hay 26? 27. Gõ thử. Cửa mở ra, đúng là nó, tao lao vào. Mày chặn nó lại, không cho nó la nghe chưa? Ừ. Có nó đi vô. Người biết tiền cũng quan trọng. Dạ. Nó nói thằng cũng sử dụng sẵn. Không dễ đâu. Cho nước khác giết thằng bị tức. Nước khác đó rất có thể là kiếm. Hoặc là tụi nó thấy nhiều quá nên nhận anh tự cướp. Rồi nổ tội cho bên mình. Cứ tiếp đại hàng có cái đại quạt. Tôi sẽ mời xếp đó bên kia qua.
gặp rồi đó, hai bên sẽ xử lý như vi phạm. Nếu tất cả chỉ bằng luôn thì sao? Không loại trừ bất cứ ai. Này, tao lâu làm gì đâu? Thật. Đúng rồi đó. Mày. Ngộ, không phải ngộ. Người ta cho quen cho ngộ đó. Bạn đếm 1, 2, 3. 1, 2. Thôi, chỉ ngủ mà. Tôi biết cô muốn gì. Bỏ xuống xuống đi, mình nói chuyện. Xin hỏi có phải chị Mai không ạ? Chào chị, tôi được giới thiệu để hỏi chị về căn biệt thự Hoàng Hà. Tao muốn bắn bể sọ cả hai đứa mày. Hai mạng một lúc, cộng thêm hai cái vụ lình xình trước đó, tôi bể sạch, bắt đầu nghi ngờ rồi đó. Ý mày là gì? Ý tôi là có những chuyện cần phải bắn. Cũng có thể không cần phải bắn, vẫn được an toàn. Mà còn có thêm bạn. Ai thêm bạn với tụi bay? Tôi biết, tôi tìm chị thằng Hồ. Không phải cô thương cái thằng để bỏ cô bị giết, mà cô với cái thằng đó đã tính là phải sẵn. Cô sẽ thua nếu không được sự hỗ trợ từ bên ngoài. Và cụ thể là mày. Tôi. Mình sẽ mở ra một tập đoàn cá độ với hệ thống kỹ thuật mạng khép kín, tiến bộ hơn nhiều do tôi lập trình, có hệ thống nhân viên đàng hoàng. Tôi sẽ điều hành bất cứ, còn cô sẽ thủ lĩnh tại đây. Mày muốn gì?